cả nhà đi qua từng bước một á, rất là nhiều điều thú vị nha. Ở ngoài sau lưng nên là một con mà tụt khổng lồ luôn. Xin chào cả nhà, xin chào ngày thứ hai Holiday in Hồ Tràm ha. Thì sáng ngày hôm nay Điền sẽ giới thiệu đến cả nhà một số tiết mục tiếp theo ha. Trước tiên đó chính là mà Điền sáng. Let's go cả nhà. Chỗ ăn sáng này rất là lớn, rất là đông người luôn cả nhà ơi. Nào tiên đừng thấy chỗ ăn sáng mà phải phân vạch để mà đi vô. Ở khu Holiday Inn Hồ Tràm mới cả nhà, nó có một cái khu vực để cho mình pha cà phê, nói chung là rất hiện đại nha. Thì Nin sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách pha cà phê như thế nào nha. Cái máy pha cà phê ở trong này nó thích mấy cái này nữa các bạn. Ở đây có cả hai máy pha cà phê luôn cả nhà. Đây máy ở trên này nó hiển thị đã lắm cả nhà. Đây cả nhà nhìn này nha. Hiển thị phần trăm nó sẽ làm gần xong ha. Trên màn hình sẽ thể hiện rất là nhiều loại pha cà phê cho cả nhà, đặc biệt là những cái loại cà phê của Ý ha. Thì cả nhà thích loại nào thì cả nhà bấm vào. Ở trên có thể hiện mức nước và thời gian nó sẽ làm ly cà phê đó xong cho cả nhà. Và cả nhà chỉ cần đưa cái tách vào và hứng cà phê, thế là xong. Wow. Đúng là phải có cái bếp giống gì vậy mình mới đánh được cái trứng này ha.
ly cà phê pha sẵn đã lắm cả nhà. Chúng ta đã đông sẵn cái bình rồi, rồi mình đến nhà nhóm cho mình uống thôi. Và và wow, cái thứ gì dạ, chào nè. Hai nè. Thật sự ở cả nhà nên rất là ấn tượng với cái khu mà sáng ở dưới này luôn á cả nhà. Một cái khu rất là rộng lớn mà có thể nó trải dài rất là nhiều luôn. Và thật sự ở đây cái nhà người ta trưng bày rất là nhiều. Thứ nhất là những cái bàn ghế ở cái nhà đủ thể loại đó để cho mình ngồi và trông rất là xinh đẹp và sang trọng. Người ta khi mà bước vào người ta đã chuẩn bị sẵn muỗng đĩa rồi đũa luôn. Đặc biệt cái nhà nhiều khi ở những cái nơi khác đũa là mình phải tự đi lấy. Còn ở đây là người ta đã trang bị sẵn cho mình luôn. Đũa, dao, nghẻ, muỗng đầy đủ hết. Rồi cả nhà set up sẵn khăn giấy tất cả mọi thứ. Cà phê rồi là đường đầy đủ hết cho mọi người. Tức là cả nhà chỉ cần lấy đồ ăn và để lên bàn và ăn thôi. Và thật sự những cái không gian ở nhà ở đâu cũng rất là rộng rãi luôn. Ví dụ như bàn nên ta ngồi rất là rộng rãi, có nhiều loại bàn rất là, nói chung là live việt tới cả nhà là riêng tư, có những cái góc cả nhà có thể ngồi nói chuyện với bạn mình rất là lâu, dù là ở đây rất là đông nha. Buổi sáng là thật sự đông, nên nghĩ ở đây đó cái chỗ ăn sáng này nó có thể chứa được phải từ mấy trăm người ở cả nhà. Nhưng mà đồ ăn thật sự thì đúng là đồ ăn nó trải dài thiệt, nhưng mà cảm giác của mình á là nó chỉ có một số loại đồ ăn cơ bản thôi, co cụm thôi, chứ thật sự nó không quá nhiều. Nhưng mà nó đảm bảo được đầy đủ đồ ăn, và sau khi mà hết thì người ta sẽ tiêu ra cho mình á. Nên là sự ấn tượng ở đây là nên ấn tượng cái quầy bánh ngọt, quầy bánh ngọt rất là nhiều. Và rồi cái quầy tiếp theo ở cả nhà là cái quầy nước ha. Và quầy thứ ba là cái quầy pha cà phê. Pha cà phê thì có hai loại ha. Một là cả nhà sẽ, người ta sẽ pha sẵn cà phê luôn để trong một cái bình, và cái nhà chỉ cần dặn cái giòi nước và bỏ đá vô là đủ rồi, là ra được một ly cà phê sữa đá. Còn một cái loại là cả nhà sẽ có rất nhiều cái loại cà phê tự ý ha. Đó chính là cái máy pha cà phê, thì cả nhà có thể pha được rất nhiều loại cà phê. Cái nhà chỉ cần để cái ly vào trong máy nó pha cà phê ra cho cả nhà luôn rồi. Thì sáng ngày hôm nay có món nước mình nên sẽ ăn á, đó chính là món bánh canh chả cá, rất là hấp dẫn cả nhà ơi. Và có một cái điểm khen của Ninh dành cho ở chỗ này nữa cả nhà, chỗ sáng này á, đó chính là chỗ ăn sáng này nó kéo dài từ 6 giờ sáng tới 10 giờ rưỡi sáng này. Còn một số chỗ khác á, chỉ thường dao động khoảng 10 giờ là họ đã kết thúc ha. Chỗ này có thêm nửa tiếng nữa cho cả nhà ăn. Thật sự cái nhà nên trải nghiệm phần ăn sáng nha. Thật sự đi tới đâu cũng vậy, ở cái nhà cái thời gian ăn sáng giống như là một cái thời gian để mình relax và mình tươi tắn trong một ngày mới ở cái nhà. Nên cả nhà nhớ là trải nghiệm chỗ ăn sáng nha. Với cái view á, view nào cũng đẹp ở cái nhà ơi, nhưng mà đi phía trước cả nhà nên đi cái view ở gần cái chỗ mà cái khu The Den này thì nó sẽ sáng hơn, và cả nhà cũng có thể thoải mái hơn với ít người hơn cả nhà. Như con như thế, chả nhiều mà chả nhiều quá. Dạ. Yeah. Ngon ha. Dạ. Yeah. Thêm cái trứng này nữa nè. Trứng là có. Sáng nay lần có một loại nước mà biết rồi. Chúng phải hai tấm thôi. Cái hồi nãy giờ nó quay mỗi lắm.
Chào cả nhà, hai ngày một đêm tại Holiday Inn Hồ Tràm, rất là ngắn ngủi đó cả nhà. Nhưng mà Nhiên đang ở vị trí đó mà check out về ha. Thì tiếp theo đây, nhưng mà Nhiên thấy chưa check out về đâu, Nhiên sẽ gỡ đồ lại và sẽ giới thiệu một số tiện ích cơ bản ở đây gửi đến cả nhà, để cho cả nhà khi mà cả nhà có chuyến đi tới đây thì cả nhà có thể trải nghiệm các dịch vụ tại đây ha. Ngoài cái nơi lưu trú và hồ bơi ra thì mình còn rất nhiều những dịch vụ khác, cả nhà đi cùng với Nhiên nha. Khi mà cả nhà đến như ngày qua đến nói, cả nhà từ ngoài, cả nhà bước vào, cả nhà sẽ gặp cái giống như mình gọi là dòng xe đầu tiên á, thì ở đây có rất là nhiều những tiện ích rồi ha, những hàng quán. Thì ở đây cả nhà, hàng quán đầu tiên ở đây có nhiều, rất là nhiều những cái tiện ích luôn. Ví dụ như là có cả ngân hàng để cho mình để cho mình rút tiền đó luôn cả nhà. Rồi có, tại ở đây là người ta có cả nguyên một cái nơi mà casino và sân golf nữa nghe cả nhà, có sân golf đối diện ha. Thì các bạn nào mà đam mê chơi golf thì các bạn cũng có thể chơi. Và tiếp theo đây, nên sẽ giới thiệu cho cả nhà các tiện ích nhỏ còn lại trong này ha. Nhưng mà nên sẽ nói sơ những tiện ích mà nó lướt qua cho nó nhà trước. Ở đây nó có những cái nhà hàng, nó có những cái nơi mà shop bán giống như xì gà, rồi bán rượu, rồi bán thuốc tây cho cả nhà luôn, rồi xong rồi giờ bán cà phê, rồi giống như là nó tích hợp cả một cái trung tâm thương mại nhỏ mà dưới này đó cả nhà. Thì cả nhà có tới đây thì cả nhà tất cả một tiện ích đi kèm đều có hết ha. Có tiệm tạp hóa, rồi có bán đồ bơi, đủ loại hết. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu với một cái câu lạc bộ của nam giới. Đi cả nhà, nhưng mà sáng nay nó không có mở cửa, nhưng mà Niên cũng giới thiệu sơ qua cả nhà luôn. Ở sau lưng của Niên đó cả nhà, đó chính là những một cái công viên. Nhưng mà công viên này giống như là một cái mê cung thu nhỏ vậy đó. Thì nếu mà cả nhà có mấy bé nào muốn dắt cho mấy bé nó xuống vô đây chơi cũng được nha. Nhìn cái mê cung này rất là dễ thương luôn cả nhà. Cái nơi đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến cả nhà đó là đây nè, cái nhà thấy một cái lớp ha. Thì cái lớp này giống như là dành cho người lớn mà có thể đặc thù hơn, mà dành cho mấy bạn nam á. Cái nhà có thấy ở đây ta trưng bày rất nhiều những cái xe mà khói lớn á, nhìn trông rất ấn tượng ha. Nên là nuôi nên muốn giới thiệu nó đầu tiên. Như cái nhà thấy nó sẽ mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, và sau đó nó sẽ bắt đầu lại vào lúc 6 giờ 30 chiều á. Nên là giờ này đó người ta đã đóng rồi, không vô được. Nhưng mà kế bên đó luôn á cả nhà, là nên sẽ hiện tiếp cho cả nhà một cái tiện ích nữa, đó chính là khu game zone nha. Đây, thì cái khu này á cả nhà nên nghĩ là dành được cho tất cả mọi lứa tuổi luôn nha cả nhà. Vì vừa có người lớn chơi được, nít chơi được nữa. Tại vì ở đây á, Ninh nói vậy tại vì nó có một cái khu dành cho con nít nữa. Thì nó nằm ở dưới một tầng chút xíu, nên giới thiệu cho cả nhà. Bây giờ bước vào khu game zone nghe cả nhà. Có rất nhiều trò chơi dành cho tất cả mọi lứa tuổi luôn. Có cả bắn cá, có cả gấp thú bông, rồi có cả những cái trò chơi ở trên máy tính nữa.
nhớ tiếp theo mà nên muốn giới thiệu đến cả nhà, đó chính là trong này nó có luôn cả một cái rạp chiếu phim thì đó cả nhà. Rạp chiếu phim này nó sẽ có giá dao động ha, nếu mà trong tuần thì rẻ hơn, còn nếu mà cả nhà đi mà vào cuối tuần đó, thì giá nó sẽ mắc hơn, dao động từ 100 đến 120 ngàn. Thì nên sẽ chạy trên cái màn hình cho cả nhà xem. Nhưng mà ở đây á, thường là nó sẽ cập nhật những bộ phim đang rất là hot đó. Ví dụ như phim Cám nè. Nên muốn giới thiệu đến cả nhà đó, đó chính là nó nằm ở dưới tầng G nha, đó là khu kid club dành cho trẻ em, giống như nãy này nó nói ha, trong này nó giống như là một khu tách biệt luôn cả nhà, rất là, nói chung là rất yên tĩnh nha, mình thấy lần đầu tiên thấy khu con nít mà yên tĩnh như vậy. Ở một cái khu nghỉ dưỡng mà sang trọng quá cả nhà, chắc chắn là không thể nào thiếu được spa và cái khu phòng tập gym ha. Thì ở đây cả nhà, ngay trong cái chỗ kết lúc là nó sẽ cặp dách spa và cái phòng tập gym luôn. Tại vì sao? Nhưng thấy cái này rất là hay nha. Ý tưởng nó hay, tại sao nó hay cả nhà? Ví dụ con của mình gỡ qua bên kia chơi ở kết lúc xong ba với mẹ vô tập gym, lát ra đón con về. Mình thấy rất là hay nha. Ý tưởng nó rất hay. Phòng tập gym này cả nhà nói chung đầy đủ trang thiết bị và rất hiện lại, hiện đại luôn á cả nhà. Rồi spa cũng vậy, spa cũng nên thấy rất là độc đáo và hiện đại. Ở trong phòng tập gym với cái nhà thì người ta có kết hợp thêm một cái phòng nhỏ trong nữa, và chúng ta sẽ nhìn ra ngoài một khu vườn á, đó chính là phòng này cũng có thể mình thiền được, yoga được, nhảy được luôn. Nên đang ngồi ở một cái nơi có thể nói là rất là đẹp luôn á cả nhà. Thì ngày hôm qua nên giới thiệu sơ cả nhà ha. Nhưng mà buổi trưa khi mà cả nhà xuống đây, cả nhà có thể ngắm nhiều biển cũng rất là đẹp á. Có một cái bàn rất là đẹp và nó mát nữa. Thì ở đây nên sẽ chia sẻ với cả nhà một số cái thông tin về cái khu nghỉ dưỡng này ha. Holiday Inn Hồ Tràm á, cả nhà là thuộc cái quần thể của Intercontinental Grand Hồ Tràm luôn. Và kế bên đó có Isora nữa. Nhưng mà Isora thì lại thuộc một cái phân khúc khác. Thì The Grand Hồ Tràm và cái Holiday Inn Hồ Tràm ấy, cả nhà thì đều thuộc cái quyền sở hữu của cái IHG hay cả nhà. Thì cả nhà đã biết ha, IHG thì quá nổi tiếng trên thế giới, cũng giống như ở tại Việt Nam chúng ta có rất là nhiều nơi như Intercontinental Đà Nẵng, Intercon Phú Quốc, Đà Lạt gì và rất nhiều Intercon khác nữa ha. Rồi tiếp theo thì cái Holiday Inn Hồ Tràm với cả nhà thì có tổng cộng là 561 căn phòng và suite để cho cả nhà, nhưng mà nên thấy đa phần đều hướng về biển hết, trông rất là đẹp. Nếu mà được á, thì cả nhà nên chọn những cái vị trí hướng về biển nha, tại vì nó rất là đẹp luôn, vừa hướng được biển mà vừa hướng được hồ bơi nữa, trông rất là xinh á. Nhưng mà nó bị một cái nhược điểm thì cái hạng phòng nên ở á, nó lại không nhìn được cái bình minh vào buổi sáng. Nhưng mà tại vì cái tòa nhà của nó cả nhà là nó nghiêng về cái phía bên trái nên là nó không có hướng được trời và bình minh. Còn cái hướng The Grand Hồ Tràm thì cả nhà sẽ nhìn được chọn cái bình minh luôn. Nhưng mà hai cái này á, thì giá nó sẽ khác nhau, thì Ninh sẽ không nói The Grand Hồ Tràm nhiều, tại vì đợt tới Ninh sẽ đi thì Ninh trải nghiệm Ninh sẽ nói. Còn đợt này thì mình đang ở Holiday Inn Hồ Tràm thì Ninh chỉ nói Holiday Inn Hồ Tràm thôi. Hai cả nhà. Holiday Inn Hồ Tràm á, nó sẽ hơi hướng thiết kế, nếu mà cả nhà nhìn từ bên ngoài, bên trong và tất cả những hàng phòng và khi mà cái không gian bên ngoài đó ha, thì nó sẽ là mang hơi hướng thiết kế từ đại dương. Vào đây thì cả nhà giống như là chúng ta đang vào một cái nơi nên cảm nhận nó giống như là ngày xưa đi Macau á cả nhà.
thì vô đó nó giống như là một cái phức hợp luôn, có đầy đủ những tiện ích hết trơn á, rồi có thêm cả khách sạn trong đó luôn ha. Thì để mình ở rồi cái những ít đi kèm thì Niên đã giới thiệu hết đến cả nhà rồi nha. Thì mong rằng cả nhà sẽ có một cái kỳ nghỉ dưỡng rất là thú vị tại Holiday Inn Hồ Tràm á. Còn những hoạt động trên biển á cả nhà thì cả nhà nên cân nhắc nha. Ở đây thì ta có một cái trạm để mà các anh bảo vệ cho mình, khi mình tắm biển dưới thì các anh cũng sẽ bảo vệ cho mình ha. Nhưng mà ở đây thì thấy nước biển thì nó hơi đen, nhưng mà càng về trưa thì nó sẽ càng trong hơn. Nhưng mà nó bị một vấn đề là rách, nó giống như là những cái cây gỗ đồ nó trôi dạt vô khá là nhiều nha. Nên là cả nhà đi tắm biển thì cả nhà nên nghĩ cả nhà nên mang theo những cái dép mà đi được dưới biển á. Và ở đây ta cũng có những hoạt động vui chơi giải trí ở dưới biển luôn, như là dù lượn hay là cano chạy trên mặt nước ha. Và những cái khác nữa thì cả nhà có tính phí ha, thì nên cho chạy cái phí đó chụp hình cho cả nhà. Chúc cả nhà sẽ có một hành trình trải nghiệm đến với Holiday Inn thật vui và ý nghĩa ha. Thì mong rằng những cái thuyết phim của Nên sẽ đem lại một chút gì đó cái thông tin bổ ích đến cho cả nhà. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, nhớ like, share và subscribe kênh của Nên ha. Còn tiếp sau đây Nên sẽ cùng với cả nhà đi một cái nơi cũng rất là hot, đang hot hòn 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 tại khu Hồ Tràm này á, đó chính là Number World Hồ Tràm. Thì trong đó chúng ta sẽ khám phá cái khu bảo tàng ở đây ha. Thì bảo tàng như thế nào thì chút xíu nữa Nên sẽ trải nghiệm và gửi đến cả nhà. Cả nhà sau thời gian di chuyển từ Holiday Hồ Tràm tới đây ha, thì cả nhà chỉ cần mất khoảng 9 phút thôi, đi đúng một con đường thẳng ngược lại thôi cả nhà, là cả nhà sẽ tới Number World Hồ Tràm ha. Thì ở đây Niên xin chào đón cả nhà đến với Museum Hồ Tràm, nơi mà có tổng diện tích tới 10.000 mét vuông và ở đây nó tới 12 chủ đề cả nhà ơi. Trước khi bước vào là cả nhà thấy nó hoành tráng này ha. Wow, chắc là dễ thương luôn. Niên nghĩ chỗ này là chắc mấy em nhỏ là rất là thích luôn. Mời cả nhà khám phá cùng Niên bữa nay nha. Thì chúng ta hãy nhìn sơ qua cái bản đồ chút xíu nha cả nhà. Cả nhà thấy nguyên một cái bản đồ rất là rộng lớn ở đây ha, gồm có 12 cái chủ đề. Cái voucher trên bằng trên điện thoại thì cả nhà phải vào đây và cả nhà nổi rồi vé giấy thì cả nhà mới vào cổng được nha cả nhà. Nên như bước vào khu vườn cổ tích luôn cả nhà ơi, trong cả nhà thấy không, toàn là những thiên thần. Ở đây á cả nhà nên nhìn cảm giác nó giống như là những cái khu vui chơi của VinWonder của ở ngoài Nha Trang hay là VinWonder ở ngoài Phú Quốc á cả nhà, nó cũng tương tự như vậy ha. Rất là mới luôn ở nhà, giống như là bữa nay đi bao trọn gói chỗ này luôn.
Thì ở đây giá vé của người lớn là 120.000 nghe cả nhà, còn con nít thì như là 100, 101 gì đó, thì mình sẽ chạy cho một hình cho cả nhà ha. Nếu mà cả nhà để ý kỹ á, thì cả nhà khi mà nhà bước qua mà cổng xuất vé, nó làm giống như một cái chìa khóa đó cả nhà, là cả nhà bước qua đó là cả nhà bước vào cánh cổng và khu vườn kỳ diệu sẽ đập vào mắt chúng ta ha. Thì cả nhà thấy này, xung quanh đi nào, cảm giác như là muôn loài luôn á. Thì khi mà cả nhà bước qua cái cung đường khu vườn kỳ diệu này rồi á, thì cả nhà mới bước vào 12 chủ đề. Xin mời cả nhà bước vào cùng mình đi nha. Khi mà cả nhà đi qua từng bước một á, rất là nhiều điều thú vị nha. Ở ngoài sau lưng nên là một con mà tụt khổng lồ luôn. Nhưng mà nếu cả nhà để kỹ một xíu á, cả nhà nhìn vào những cái dãy hành lang nhà, cả nhà sẽ thấy được là nó có tên từng cái con vật và từng cái chủ đề của con vật đó. Ví dụ như đây nè, cả nhà thấy biệt đội giải cứu thế giới không? Đó. Còn ở trong nhà vẫn có luôn. Đây là tấm áo thần kỳ của Dr. James này cả nhà. Nguyên một khu vui chơi, game và thuốc nhúng đó nghe cả nhà. Let's party.
I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever. Sau khi mà đi một vòng cái khu này á, cả nhà nên thấy có một số cái kinh nghiệm để chia sẻ đến cả nhà nha. Đúng là khu này nó mới mở thôi nhưng mà thấy cũng rất là thú vị cả nhà. Đa phần những cái đồ vật trong này á, đều là mô hình thôi chứ nó chưa có thực tế lắm. Nhưng mà tại vì sao nó mới khánh thành vào ngày 9 tháng 8 này thôi cả nhà, nên mọi thứ nó rất là mới. Nên là nên mong rằng sau tới nó sẽ có nhiều thứ nó cải thiện hơn, mà thứ hai nó có nhiều cái thực tế hơn. Ví dụ như là giống như VinWonder cái nhà là to rồi, có phần trình diễn nữa của mấy các bạn mà giống như nghệ sĩ á, Việt Nam nước ngoài đó đi trình diễn ha, thì nó sẽ vui hơn. Và cái thời gian mọi người nên đi á, thì nên nghĩ nên đi buổi sáng hoặc là buổi chiều chiều chút xíu ở nhà, tại vì khi mà cái nhà tham quan ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ là xong rồi. Thì nên nghe nói được đó là mấy bạn sẽ nhân viên đây nói thì sắp tới sẽ update thêm nhiều cái mới hơn, vui hơn đó, để là cho phục vụ cho mọi người tới đây tham quan và vui chơi ha. Thì với 12 trời rất là vui nhộn, rồi những cái nói chung là mô hình rất là vui nhộn luôn, cả nhà nhìn thích thú lắm nha. Nếu mà bạn nào mà đã xem rất là nhiều những phim hoạt hình của Disney á, thì các bạn vô đây các bạn sẽ thấy là hiểu từng nhân vật một. Thì nên mong rằng khi mà các bạn xem được những thức phim này á, mà các bạn đi tới đây từng nhân vật mà đi đã chụp, nên đã quay á, các bạn có nhớ nhân vật nào thì các bạn comment bên dưới thì mới nên nha, để đi cùng với các bạn là thảo luận với nhau cho vui ha. Ở đây thật là thú vị. Nếu mà nên thật sự đi nghĩ đây là cũng là một nơi đáng lắm mà chúng ta vô đây để mình tham quan, chỉ chụp hình đó cả nhà, cùng với gia đình của mình ha, cho kỳ nghỉ. Nope, nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh, và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.